Sáng ngày 18 tháng 10, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Viện Y học Phòng không Không quân đã tổ chức khám tuyển tạo nguồn tuyển sinh, đào tạo phi công quân sự năm học 2024-2025. Tiêu chuẩn tuyển sinh là nam thanh niên từ 17 đến 21 tuổi, nam quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi, chiều cao 1m65, nặng 52kg trở lên, có sức khỏe tốt, văn hóa, đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Lý lịch chính trị rõ ràng là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tự nguyện học tập, trở thành sĩ quan lái máy bay của quân chủng phòng không không quân. Công tác khám tuyển phi công lái máy bay quân sự được tổ chức theo quy trình khắt khe. Vòng 1, các bác sĩ kiểm tra sơ bộ về chiều cao, cân nặng, cột sống, chân tay. Nếu đáp ứng điều kiện về thể hình, ứng viên tiếp tục khám tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, nội, thần kinh, tâm lý. Vòng 2, khám xét nghiệm cận lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa. Những công dân vượt qua vòng 2 được thẩm tra lý lịch chính trị, xác minh trình độ văn hóa, đạo đức, lập hồ sơ, dự thi vào trường sĩ quan không quân.